mạnh của các bài năm vàng, nói một cách đơn giản là không thể ngăn cản. Chính vì thế, chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của series 1001 cách lên 9 ở meta hiện tại. Có một nâng cấp vừa được thêm vào, dù chỉ bậc vàng thôi, nhưng sức mạnh thực sự của nó thì có lẽ còn hơn cả kim cương, chính là thanh lý toàn bộ. Nào, hãy cùng cà phê nhân phẩm học hỏi cách Ahao sử dụng nâng cấp bá đạo này để có thể lên 9 cực sớm và lật kèo mãn nhãn, giành lấy top 1 với bài Exodia hủy diệt nhé. Hiện kênh đang bị mất đề xuất nên xin anh em một like, một sub để giúp các cầu thủ khác biết đến các thông tin bổ ích nhà cà phê nhân phẩm. Còn giờ anh em mình vào việc. Bao quái đầu đem về mảnh giáp, váy cùng giọt nước. Nâng cấp đầu tiên chỉ là bạc, không có gì quá ngon, anh lấy một cái an toàn là khổng lồ hóa cho 30 máu linh thú. Dùng Trinh siêu sao cùng dàn đấu sĩ để đép, tỏ ra khá hiệu quả khi Trinh dễ dàng hạ gục các fan cứng và chỉ chịu thua trước kêu hai đồ quá mạnh mẽ. Ông này đã cấp 5 thì chịu rồi, hộ pháp rồi bát liên tục hồi máu khiến Trinh mất rất nhiều thời gian với dàn chống chịu. Hạ Amumu là tất cả những gì cô làm được. Gần một ông khá yếu, chỉ có Annie cầm Sojin phía sau. Jinx nhờ đó dễ dàng hạ bớt kẻ địch, giúp Ahao thua không quá đau, chỉ 2 chest. Đi chợ, nhặt Kata cầm kiếm. Quyết định bán gần hết sàn, chỉ để lại Kassante và Afe là 2 hard steel. Trận thua thứ 4 đã có. Có một nhà cũng đang chuỗi thua, giờ mất chuỗi chỉ có đi nên anh bán sạch. Eco trắng luôn, an toàn là trên hết. Để 2-3 con cũng có đép được gì đâu, thì tại sao không bán hết đúng không anh em? Chuỗi thua 5 được hoàn thành. Đập đá ra đai máu, găng và một giọt nước nữa. Bắt đầu cho tướng vào để đép. Sojin cho Senna siêu sao vừa mua ở quái. Eco có thú tượng. Gặp lại nhà Kale. Senna cầm mũi Sojin thì lại mất quá nhiều thời gian với Mordor cầm vuốt rồng. Kale thì đã hạ gục từng người phía Ahao. Thiếu một đam rất điểm na kìa. Cay chưa? Nâng cấp 2 tăng lên bậc vàng. Đã lấy khổng lồ hóa rồi còn tận hơn 90 máu mà lại chốt thập tử nhất sinh nữa. Kỹ ác anh em ạ. Chấp hai nâng cấp đánh nhau thì đời đi, may gặp nhà kia cũng chấp hai lõi, nhờ đó combat không chênh lệch mấy. Senna lại thiếu một xíu đam để dứt điểm Seraphine, trông cay ác. Thôi thì thua 2 chest đã là quá thành công. Nhìn con na của ông này hết muốn chơi game luôn, vừa vào trận đã hóa khổng lồ, Eco không chịu được lâu. Họ còn có Akali liên tục quấy rối hàng sau, điều duy nhất Senna có thể làm là hạ Kennen. Ahao thua đau. Đi chợ nhặt Poppy cầm kiếm. Ông kia lắp đồ kiểu này chắc cũng đang đép để lên 9 đây. Thêm cho Senna cái Sojin nữa, nhờ đó số lần ràng buộc cũng nhiều hơn. Nhưng hàng thủ còn quá mỏng manh, không có tùy tùng bảo kê thì Senna cũng thành vô dụng. Chuỗi thua của Ahao đã chạm tới con số 9 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Vừa nói xong thì 3.6 gập luôn nhà Hastil. Cả team họ có một Ugok cầm huyết kiếm là có đam, còn lại toàn tiểu học. Afe cùng Senna bắn mãi mới hạ được Eco. Senna của ta thì đã dễ dàng xuyên thủng tranh địch. Ugot bị Lulu hóa cốc. Afe cùng Senna chịu chung số phận. Này thua thì đẹp hơn, giữ được chuỗi, chứ thắng sẽ làm chậm quá trình lên cấp đi rất nhiều. Săn sói được thêm găng và váy. Nâng cấp cuối vẫn là vàng. Có vẻ nhận ra điều gì đó nên từ round trước anh đã mua full hàng chờ. Và y như rằng thanh lý toàn bộ xuất hiện. Chờ gì nữa, quất thôi. Toàn bộ tướng của anh em sẽ được bán đi, đem về giá trị nhân 2 cùng 8 lượt rôm miễn phí. Đây, bấm cái có ngay 156 vàng. Up phát lên 9 mà vẫn còn tận 40 vàng để bắt tướng. Lỗi ác anh em ạ. Gần một nhà pro build tuyết dực phết cùng Z. Dù đội hình còn khá tạm bợ, nhưng sức mạnh các tướng 5 vàng ở giai đoạn này không thể xem thường. Quyana liên tục hack đồ cho đồng minh. Akali chu đam cũng gây không ít sát thương. Thua chỉ 2 chest thôi, anh em tin được không? Tiếp tục roll và có Thresh 2 sao. Nhà này giờ sao có cửa với Ahao nữa? Lì lợm lên 9 nên team còn rất nhiều 1 sao. Quyana cứ thế thoải mái lấy đồ bên địch đem về team mình. Cô còn hack được thêm 2 mảnh là nước mắt cùng váy luôn mà. Akali không có nhiều tác dụng. Annie bị tiếp cận cũng đành bất lực khi địch còn quá đông và hung hãn. Ahao có chiến thắng đầu tiên sau khi xoay form. Nhặt được Ziggs cầm xẻng ở chợ, cho luôn bậc thầy chất nổ vào sân. Xẻng cũng được anh xào thành ấn ra.
gặp nhà Carthus Penta. Carthus cũng mạnh đấy, nhưng không đi cùng Akali thì khác gì mất đi phân nửa sức mạnh. Khúc cổ hồn vang lên tận 2 lần mà Lulu cùng Zeke vẫn sống thì đới đi. Đánh càng lâu thì Ahau càng có lợi, khi thế giới bùng nổ của Quyana cứ liên tục đem về trang bị. Đây anh em, khúc cổ hồn cuối cùng đã dọn được sân, nhưng Eco lúc này đã cầm hai cái vuốt rồng thì đánh kiểu gì đây? Lưỡng giới đồng quy được tung ra, hai quyền trượng 150 số cũng chỉ để cho đẹp thôi. Ahau có chiến thắng thứ hai. 4.6, đem quân đối đầu thêm một nhà cấp 9 nữa. Ông này tham lên 9 nên team toàn một sao, có mỗi Blitz quanh thì sao chịu nổi nhiệt. Jin hay Sojin thì những phát bán thụ súng khác gì gãi ngứa. Bốc đồ của Quyana còn random ra hai đồ như này thì quá đen cho nhà kia rồi. Lên 9 bất chấp thì phải chấp nhận ăn đấm thôi. Nguyên nhà vào mồ ngay, bắt vào sân Twisted Fate siêu sao tuyệt sắc. Gragas cũng được cho vào lấy Disco. Quyana thì đã lên 2 từ quái. Nhìn đội hình lực thật anh em ạ. Nhà Miss Sochun này chơi lên 3 thì Ahau vẫn lo được tốt. Quyana quả thật là con 5 vàng lỗ nhất game bây giờ rồi. Nữ hoàng nguyên tố cứ thế đè Nico ra mà hách đồ. Anh em đếm giúp mình xem có bao nhiêu cái vuốt rồng và bao nhiêu cái móng vuốt được đem về rồi. Miss Sochun bắn mãi không xuyên được Echo cùng Blitz. Twisted Fate tiện luôn tay súng đánh thuê nằm xuống với những lá bài. Ahau tiếp tục bay cao cùng chuỗi thắng. 5.2, gặp lại đồng quê với Ugot đã 3 sao. Quyana khổ nát chưa? Đi một mạch xuống tiếp cận thẳng Ugot luôn mà. Dù phải 5 nhưng đã làm quá tốt nhiệm vụ đạo trích. Twisted Fate cũng dề gọn các quân tiểu tốt. Chỉ còn Ugot cùng Samira. Rất may Samira vẫn 2 sao nên một chiêu không thể hạ được Twisted Fate. Thân bài trả đam, Six cũng tung siêu bom. Ahau có chiến thắng xít sao, gặp nhà Carthus Akali thì chịu rồi anh em ạ. Đội hình không có khống chế, lại không có sát thương dồn, nên Akali gần như thoải mái chơi game từ đầu đến cuối. Thần bài cùng đồng bọn mải mê đánh Mordor mà không để ý sát chiêu hoàn hảo đã cận kề. Twisted Fate rất cố gắng tung những lá bài cuối cùng, nhưng chỉ kéo được Carthus. Chuỗi thắng của anh dừng ở con số 5. Twisted Fate siêu sao đã gần đuối, gần như không thể đọ được với các siêu sao 5 vàng của đối phương. Đây, cặp nhà này có Zix cùng Sona 2 thì đỡ kiểu gì. Chỉ cần những mảnh vụn của siêu bom địa ngục thôi cũng đủ tiễn thần bài ra đi. Sona tốc đánh với hai cuồng đao cũng lỗi không kém. Quyana đơn thương độc mã, không thể làm gì thêm. Trận thua đau cho Ahau, không thể xài thần bài được nữa. Anh bán đi, đem về Yorick siêu sao. Khá khó hiểu khi hai Sojin không cho Zix mà lại cho Lulu. Thôi để người thành công có lối đi riêng mà, anh em nhỉ. 5.6 đối đầu Miss Fortune 3 sao. Yorick cũng khôn khi luồn xuống tiếp cận được nữ cướp biển, gọi cả gia đình zombie lên hội đồng. Nhưng bản chất hắn chỉ là một đỡ đòn, trên người cũng toàn đồ thủ, không tự lượng sức mình, bị Miss Sochun quay lại bắn gục. Zix có chọi trăm ngàn quả bom đi chăng nữa cũng làm gì có đam. Miss Sochun cứ thế tiễn từng người ra đi. Ahau rơi xuống ngưỡng máu tử với chỉ 2 tiết. Nhà Carthus này không quá đáng lo, chỉ dựa vào sức mạnh của mình Carthus thì làm sao chống đỡ được Yorick cùng đồng bọn. Khúc cổ hồn cũng ghê đấy, cũng diệt được Zix và Lulu đấy. Nhưng giờ làm sao hạ được Yorick cùng Quyana còn khỏe mạnh đây. Quyana tiếp cận, thế giới bùng nổ được tung ra, kết liễu Carthus. Yorick cũng dọn nốt tàn quân. Ahau tiến đối thủ ra làm trận mới. Ơn giời, cậu đây rồi. Sona cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Cả đội hình như có thêm nguồn sinh khí mới. Lucian siêu sao ba đồ trông cũng ghê gớm, nhưng dàn chống chịu lại quá mỏng manh. Thanh trường tung ra gần như nâu đam thì đối đi, bắn mãi không có tác dụng. Án tử Thresh chỉ thẳng vào đầu. Lucian đánh bất động nằm xuống. Ahau có easy win. Đem quân phục thù nhà Akali Carthus. Combat ban đầu tỏ ra khá bất lợi khi khúc cổ hồn nhắm thẳng vào Zeke cùng Sona. Rất may lại không đủ sát thương dứt điểm. Virgo lao xuống nhưng lại không đánh vào Sona. May chưa? Sát chiêu hoàn hảo của Akali cũng không thể nhắm ra hàng sau. Sona với một máu vẫn sống, quay lại bút tiếp. Yorick cùng Quyana đã dọn xong chiến trường từ bao giờ. Còn mỗi Mordor thì cũng chỉ như bao cát cho team ta thoải mái đâm chém. Thêm một nhà nữa bị tiễn đi. Combat cuối cùng 6.5. Đối thủ có một quyết định đi vào lòng đất khi không lấy Sona tốc đánh nữa mà chuyển qua Sona đam. Thế thì đi thôi. Không có Sojin nên dù đã cầm hai cuồng đao nhưng số lần ra chiêu vẫn rất ít ỏi. Lần chiêu đầu tiên không hạ được Sona cùng Zeke, tới lần hai thì đã quá muộn màng khi địch đã không còn ai. Với hai cuồng đao, Sona có lẽ đã rất mạnh nếu ở dạng xanh. Nhưng không, họ đã tự bắn vào chân. Yorick với đội quân của gã là quá đủ để kết thúc trận đấu. Top 1 mãn nhãn dành cho Ahau. Anh em thấy đấy, meta hiện tại gần như chỉ xoay quanh các bài 5 vàng thôi. Khi đó, ai có khả năng đép máu tốt hơn, dùng tiền hợp lý hơn sẽ nắm được tiên cơ. Thanh lý toàn bộ cũng chỉ là một cách giúp anh em lên cấp nhanh
trong vô vàn phương pháp mà anh em có thể sử dụng. Chúc anh em thực chiến thành công nhé! Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy để lại một like, một share, một subscribe cũng như chuẩn vào nút chuông để không bỏ lỡ các video về mùa 10 từ Cà Phê Nhân Phẩm. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.